là một quả penalty dành cho các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng. Lucao và Trung Kiên rất dễ dàng. Lucao đã đánh lừa được thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai, tỷ số là 1-0 cho Hải Phòng ở phút thứ 81. Đánh đầu. Tiếp tục là một nỗ lực dứt điểm. Một lần nữa các cầu thủ Hải Phòng cho rằng đã có một tình huống bóng chạm tay. Đánh đầu, không vào. Bóng đã rời sang ngang khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Sức ép liên tục từ phía các cầu thủ chủ nhà. Martin Zila. Vận may đã không đến đối với các cầu thủ Hải Phòng. Khi một pha đánh đầu ngược, bóng đã chạm đúng cột dọc. Ở trong hiệp 2 thì Hải Phòng đã cố đẩy đội hình lên phía trên để tổ chức tấn công và họ đã gia tăng sức ép. Chúng ta đang xem lại tình huống mà các cầu thủ Hải Phòng đã đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của thủ thành Trung Kiên. Đó là pha đánh đầu của Triệu Việt Hưng. Tình huống đánh đầu ngược ra phía sau. Và may mắn vẫn chưa mỉm cười đối với đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Và họ vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Thêm một tình huống kiểm tra phạt đền nữa của tổ trọng tài công nghệ VAR với hai trọng tài Dương Hữu Phúc và Hoàng Ngọc Hà. Lần thứ 3 và tiếp tục là một lần và tình huống cần tới sự can thiệp của công nghệ VAR diễn ra trong vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai. Rõ ràng là cho tới thời điểm này của hiệp đấu thứ 2 thì Hải Phòng đã chơi tích cực hơn. Họ đã tạo nên sức ép tốt hơn so với những gì mà chính họ đã làm ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Theo quan điểm của tôi trong pha bóng vừa rồi là bóng đã chạm vào ngực của Diakite chứ không phải là vào tay. Một tình huống quay chậm rõ ràng. Như vậy là trọng tài Nguyễn Thị Thái quyết định sẽ xem lại những hình ảnh của tổ trọng tài công nghệ VAR về tình huống tranh chấp vừa rồi. Được quyết định cuối cùng từ phía trọng tài Nguyễn Đình Thái. Đó là một quả penalty dành cho các cầu thủ chủ nhà Hải Phòng. Ngay lập tức thì bầu không khí tại sân Lạch Tray đã sôi động hơn hẳn lên với những tiếng hô Hải Phòng. Đây là phút thứ 80. Sau quãng thời gian xem lại và đã có những sự trao đổi và quyết định đã được đưa ra. Lucao sẽ là người thực hiện quả đá penalty cho các cầu thủ chủ nhà. Một cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng chủ sân Lạch Tray có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải V-League năm nay. Bàn thắng đầu tiên của Hải Phòng cũng như của cả giải đấu. Cũng như thủ môn Trung Kiên, đây sẽ là một bước ngoặt để anh khẳng định vị thế của mình trong khung gỗ của câu lạc bộ Gia Lai. Lucao và Trung Kiên rất dễ dàng. Lucao đã đánh lừa được thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai, tỷ số là 1-0 cho Hải Phòng ở phút thứ 81.
sau bao nhiêu tình huống tấn công và chưa đem lại hiệu quả và đang gặp bế tắc. Bây giờ các thủ Hải Phòng họ đã có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m của Lucao. Bàn thắng đầu tiên của Hải Phòng và cũng là bàn thắng đầu tiên của V-League mùa giải 2023-2024.